mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nhé anh yêu, mang say đắm cho đời. Thưa quý vị, và một ca khúc nữa mang âm hưởng mùa xuân rất là dễ thương, một ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lê Đức Cường, nhạc phẩm Xuân Yêu Thương, xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân đã đến bên đến 900 hay là những dòng rèn Yamaha hay những dòng rèn Core thì có thể liên hệ cho Thiện. Số điện thoại 0973675251. Bên Thiện có bán đàn và ship hàng toàn quốc luôn. Và nếu mà mùa dịch này mọi người không đến trực tiếp thì bên Thiện sẽ gọi Zalo cho mọi người và quay cho mọi người trực tiếp cái quá trình khui thùng đàn và quay cái số series cho mọi người để mọi người tính chính là cái đàn đó là chính hãng. Thiện ship về tận nhà và thanh toán tại nhà. Và bên Thiện có hỗ trợ trả góp luôn. Và nếu mọi người ở Việt Nam hay là ở Sài Gòn hay là ở nước ngoài thì Thiện có hỗ trợ cài bộ sampler, có tất cả bộ dữ liệu, tranh sáo bầu, rồi kèn guitar và bộ điệu nhạc cụ Việt Nam, ví dụ như slow, rumba, cha cha, disco có đầy đủ luôn. Đó, Thiện có cài qua mail, cài qua Zalo, nói chung là thời buổi online mình làm sao cũng được hết. Và điều cuối cùng, nếu mọi người có nhu cầu mua cái band 4 chiều này giá 1,4 triệu thì liên hệ cho Thiện. Cái band này á, nó giúp chúng ta đánh nhạc sến hay là nhạc bolero nó sẽ hay hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ bảo vệ cái band của chúng ta á, chúng ta hạn chế chơi cái band trong đàn. Tại vì cái band trong đàn á, nó rất là dễ hư. Còn cái band này á, giả sử như nó có hư thì chúng ta sẽ sửa rất là tiện. Còn nếu mà chúng ta xài band này á, nó hư chúng ta phải bung cái đàn ra là cái đàn chúng ta mất zin. Đó. Rồi, xin chào mọi người nha. Mọi người có thể inbox bên dưới và địa chỉ bên dưới nha. Xin chào.